Tổng Bí thư gửi thư thăm hỏi các gia đình bị nạn vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư thăm hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội về vụ hỏa hoạn xảy ra tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội ngày 12 tháng 9. Báo Vietnamnet trân trọng giới thiệu toàn văn thư thăm hỏi của Tổng Bí thư. Hà Nội ngày 14 tháng 9 năm 2023. Thư thăm hỏi. Kính gửi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Tôi rất đau buồn được tin đêm ngày 12 tháng 9 năm 2023 đã xảy ra hỏa hoạn tại nhà ở nhiều căn hộ địa chỉ số 37, ngõ 29 trên 70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết và bị thương. Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ những mất mát, đau thương, gửi lời chia buồn đến các gia đình người bị nạn. Tôi hoàn nghênh và biểu dương các lực lượng chức năng, công đông đảo bà con nhân dân và chính quyền địa phương quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã khẩn trương cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của. Tôi đề nghị các ngành, các cấp khẩn trương khắc phục hậu quả dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương có chính sách kịp thời để giúp các gia đình người bị nạn sớm ổn định tình hình bảo đảm cuộc sống cho người dân nhân đây tôi đề nghị thành phố hà nội cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm thật sâu sắc về sự cố này yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật đề nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong cả nước hướng dẫn và thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác ứng phó kịp thời không để xảy ra cháy nổ thân ái nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam